Tân nhớ không, ngày xưa là khai đao rất là dài. Khai đao. Wow, chính xác. Đúng không? Còn bây giờ chú có thể là khai đao ngắn hơn một chút nhưng mà không sao cả. Mà chị Hiền có nhớ không, ngày xưa cái công nghệ thu tiếng nó đâu có như bây giờ là cứ đọc xong rồi sau đó là đưa vào những phần mềm dựng cắt ra rồi đặt vào từng vị trí. Nó không phải như thế. Em vẫn nhớ là hồi em mới vào làm ở VTV cách đây 12 năm ấy, là vẫn còn đọc phóng sự, đọc băng ấy, là vẫn còn phải sử dụng những cái đầu băng tua đi tua lại, đọc mỗi lần đọc vấp là lại tua lại. Có những cái băng tua nhiều đến mức hỏng cả băng đứt luôn mà. Chú Thạch không những chỉ là thuyết minh cho giọng nói của các nhân vật ở trong bộ phim mà chú còn thuyết minh cho cả bài hát nữa. Và cái bài hát hồi đó rất là nổi tiếng, Mộng Uyên Ương Hồ Điệp. Mình vẫn còn nhớ là những cái lúc mà hết phim ấy rất là bồi hồi. Và bây giờ chúng tôi cũng muốn mang lại cho quý vị cảm giác bồi hồi đó. Chuyện hôm qua như nước chảy về đâu, mãi xa ta không sao giữ được. Hôm nay lại có bao nhiêu chuyện ưu phiền làm dối cả lòng. Chuyện hôm qua như nước chảy về đâu, mãi xa ta không sao giữ được. Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền của hồi làm dối cả lòng. Tân với cả Chi lúc nãy múa có mệt không? Dùng hết cả 10 thành công lực thì chả mệt. Mang hết cả sắc thái cảm xúc vào đây. Bảo sao hôm nay chị lại thấy Chi để tóc tai có vẻ hơi lạ nhá. Hôm nay là cố ý trang điểm theo phong cách cô đúng không? Anh chị đã hiểu chưa? Cái gì cũng có ý của nó cả. À rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhắc đến câu chuyện về những người lồng tiếng đi. Và Chi có thấy là những người lồng tiếng có điều gì đặc biệt không? Đó là họ không chỉ lồng được tiếng của những cái người mà tầm độ tuổi với họ, mà họ còn có thể lồng được tiếng của những người từ rất là nhỏ tuổi cho đến rất là lớn tuổi luôn, thậm chí là từ trẻ con cho đến ông già bà lão. Thế ví dụ như là giọng trẻ con thì họ sẽ phải như nào? Họ chỉ cần như thế này. Chị Chi ơi. Dạ. Chị Chi ơi, em hôm nay em dẫn chương trình lướt trên VTV Go ấy. Em bị bồi hồi ý. Không biết là em dẫn như thế này có hay không? Ừ, chị cũng không biết. Anh Tân thì thế nào? Hai đứa về nhà học đi. Ngồi đấy mà buồn. Đấy, tức là mình chỉ cần có năng khiếu một chút thôi là mình cũng có thể diễn được những cái giọng đó. Nhưng mà mình không có duy trì được lâu. Tức là mình chỉ nói được một hai đoạn thôi, mình không có duy trì được lâu. Và những cái người mà lồng tiếng cho những cái bộ phim, đặc biệt là những bộ phim hoạt hình, ví dụ như là Doraemon đi chẳng hạn, họ phải lồng đến tận mấy chục phút liền và rất là nhiều tập phim, đúng không? Thì đúng họ rồi. Đã làm như thế nào? Chúng ta cùng thử xem nhé. Cứ mỗi lần soi gương là mình lại thấy rầu rầu sao á. Gương mặt của mình lại không được đẹp như con người ta mới ghê chứ. Chán quá. Nói tóm lại cũng là vì cái gương mà ra hết. Nếu như tất cả mọi người không nhìn thấy mặt của chính mình thì sẽ không còn ai bị tự ti nữa. Và chắc chắn cũng không có ai làm phách gì đẹp trai hết. Như hồi trước thì Khuyết làm giọng con nít, chưa giống con nít lắm. Ra đường thì mình sẽ quan sát xem là con nít nó cười như thế nào. Nó cười kiểu vô tư, ngây thơ chứ không phải là cười kiểu giống như người lớn. Cái giọng rất là quan trọng, như vậy thì có bí quyết gì hay không? Trước khi bước vào cái vai diễn đó, có một cái câu mà Khuyến hay sử dụng, đó là tôi muốn mọi thứ phải sẵn sàng. Phương có để ý là những cái chữ ở trong câu của Khuyến nó đều là mang những cái dấu khác nhau không? Mình điều chỉnh tông giọng bằng cách là mình sẽ nói giọng mình cao hơn với câu y hệt như vậy và cao hơn nữa. Tôi muốn mọi thứ phải sẵn sàng. Tôi muốn mọi thứ phải sẵn sàng. Tôi muốn mọi thứ phải sẵn sàng. Hoặc là thấp hơn. Tôi muốn mọi thứ phải sẵn sàng. Cũng cái câu nói mà tôi muốn mọi thứ phải sẵn sàng, nói bằng nhiều tông giọng thì Tân thử xem nào. Khó phết nhờ. Tôi muốn mọi thứ phải sẵn sàng. Sẵn sàng, bố của Nobita rồi. Đấy là giọng bố của Nobita. Nghe hơi giống Nobita. Không thể trầm hơn lên nữa. Một tí nữa. Ừ, rất là trầm luôn. Chỉ mình phải nói trầm luôn. Tôi muốn mọi thứ phải sẵn sàng. Cao phết rồi đấy. Nhưng hơi Doraemon nhỉ. Chưa đến cái chưa đến cảm giác Nobita là lúc nào cũng hoảng hốt, lúc nào cũng bị bạn bắt nạt cơ đúng không? Tôi muốn mọi thứ phải sẵn sàng. Cái này thì lại giống cháu của Nobita ấy. Nào, nó lần cao nhất. Cuối cùng anh sẵn sàng cho chúng tôi trầm trồ nào. Tôi muốn mọi thứ phải sẵn sàng. Anh ơi, không dễ phải ngày nào cũng phải luyện đi luyện lại một câu như thế thì mới nói được cái giọng tông nó khác tông bình thường mình nói chuyện hàng ngày được. Phải là dân chuyên đúng không? Chắc là phải là dân chuyên thì mới có tập tành bài bản như thế nữa. Đúng. Mà em nghĩ là chú Thạch mà chú lồng tiếng của Bá Thanh Thiên cũng phải là dân chuyên thì mới có thể phát ra những cái âm câu nào cũng đầy nội lực như vậy được. Không hề nha. Ví dụ như là chú Thạch nhá,
Chú Thạch nguyên là nhân viên của công ty xây dựng, sau đó thì vào đài Hà Nội để làm công việc là dịch phim. Và sau đấy thì mọi người có hỏi chú là thế có thuyết minh được luôn không? Thế là chú thử và cuối cùng là lại được. Thế là tối nào cũng như tối nào chú thuyết minh 3 đến 4 tập phim Bao Thanh Thiên. Đấy là nghề chọn người ấy đúng không? Bạn lồng tiếng Doraemon ấy, cái ngành nghề của bạn ấy học ấy chả liên quan gì đến cái công việc lồng tiếng cả. Bạn là kỹ sư hóa học. Kỹ sư hóa học, công nhận không liên quan gì thật. Đang từ phòng thí nghiệm sang phòng thu âm, chả liên quan. Thế thì mới thấy yếu tố giọng nói rất là quan trọng đúng không? Mà kể cả khi giọng nói vừa hay vừa phù hợp rồi thì tức là vẫn phải luyện tập trau dồi hàng ngày để giữ cái giọng của mình. Tức là em nhớ ngày xưa hồi mới vào dẫn ý, cái giọng của mình nghe nó khá là trầm, nó bị đều đều và nó không mang sắc thái biểu đạt lắm ý. Thế nhưng mà rồi các sếp cũng yêu cầu là mình phải tập này, rồi mình phải biểu cảm nhiều hơn, rồi mình phải làm thế nào đấy truyền tải đấy cảm xúc của mình qua giọng nói đến với khán giả. Còn em thì em nhớ về hồi đầu em mới vào làm, lúc đấy chỉ ao ước làm thế nào được một lần được nghe thấy giọng của mình ở trên sóng bản tin, một cái tin bóng đá ngắn 30 giây thôi cũng đủ lắm rồi. Thế là mình hàng ngày mình vẫn đến buổi đêm ấy, lúc mà mọi người về hết rồi mình vào phòng đọc tự tập đi tập lại đọc đi đọc lại hàng chục lần ấy mới ra một cái băng tương đối ưng ý đưa sang cho sếp. Sếp bảo chưa được, giọng cũng cứ đều mà cứ buồn chả có nhấn nhả gì cả. Ông bèo đọc lại đi, đọc đi đọc lại cho đến khi một lần được thực sự đạt được cái ước mơ đấy của mình lên sóng rồi. Thế đến lúc mình ngồi mình trên TV mình nghe lại mà ủa tôi trên tuổi giọng của mình sao nó chán đến như thế này. Và đến bây giờ thực sự nghe lại những cái băng hồi đấy thì không thể hiểu vì sao lại dám cho cái thằng đấy đọc như thế lên sóng luôn ấy. Từ những ngày đầu vào thì nói thật là cái công tác đọc này thì mình cũng chưa quen ý. Thì gần như là khi mình đọc xong phim ý, mình chả dám nghe lại nữa bởi vì là nó thấy nó cứ thế nào ấy, không thể nào mà không dám nghe lại. Thế nhưng khán giả cũng rất thích nghe giọng của chị. Dãy Alper và dãy Carpat là hai dãy núi lớn ở khu vực Trung Âu. Người có nụ cười rạng người này là biên tập viên Thu Hồng. Còn ngồi kế bên cũng là một giọng đọc huyền thoại khác, biên tập viên Thanh Xuân. Diều hâu là loài chim thường đi săn theo đàn. Diều hâu thích ăn sống con mồi. Những chiếc móng to và dài của chúng có thể dễ dàng tóm được đối phương. Lần đầu tiên mà đọc ấy thì chị thấy rằng là khi mà chị lồng xong thì mình cảm thấy mình cũng thấy tương đối là ưng rồi. Thế nhưng mà khi duyệt lãnh đạo ban, mà nhất là bác Cao Đức Cẩn, đấy là trưởng ban khoa giáo, thì bác có duyệt chương trình của chị và bác bảo ui, giọng đọc trẻ con lắm, như này là sao mà phát sóng được. Ở vòng quỹ đạo thứ 3 quanh một ngôi sao bình thường, chỉ là một ngôi sao bình thường trong số 7 vạn tỷ tỷ ngôi sao ước tính tồn tại trong vũ trụ. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là biên tập viên Đại Nghĩa, một trong các giọng đọc huyền thoại của chương trình Thế giới động vật của VTV2. Làm công việc này thì mình cũng không nghĩ là mình có thể đọc được, mà thì các cô các chú thì cũng cứ bảo là cứ thử đọc đi.